Thưa quý vị, sáng nay tại Thanh Hóa, Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ASEAN. Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo viện và các doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương tới tham dự. Sự kiện ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ASEAN tại khu vực Thanh Hóa là dấu mốc đánh dấu một giai đoạn mới để tạo tiền đề cho các doanh nghiệp địa phương tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế. Sự kiện ra mắt trung tâm có sự hiện diện của ông Nguyễn Dũng Thương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Nam Á, bà Lương Thị Kim Xuân, Chủ tịch Hội đồng Nữ Doanh nhân Việt Nam ASEAN, bà Trần Thị Bạch Dương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN cùng đại diện các lãnh đạo trung tâm, hội đồng tham dự. Được biết, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ASEAN ra đời với mục tiêu hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với công nghệ mới, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông lâm sản của các doanh nghiệp, tạo điều kiện để tiếp cận với các thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ là nơi kết nối giao thương, tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp trong nước một cách hiệu quả. Tại sự kiện lần này, trung tâm cũng thí điểm tổ chức hội chợ triển lãm với quy mô nhỏ để giới thiệu các sản phẩm địa phương đến đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp tham dự sự kiện. Những hoạt động này được đánh giá cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, làm đứt gãy chuỗi cung ứng nông lâm sản trong nước và quốc tế. Qua những hoạt động kết nối giao thương hiệu quả sẽ tạo nhiều tiền đề tốt để các doanh nghiệp trong nước bắt tay hợp tác và tạo nên sức mạnh đoàn kết để vững vàng vượt qua khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài.